uống bình nước nắm này. Bây giờ nghe ở đây cái lượng khách rất là đông, của khách đông lắm. Nói đúng là bánh bánh cuốn nắm ba cô gái đó. Bởi vì ba cô gái bán ở đây cho nên người ta được gọi là bánh đường cuốn nắm ba cô gái. Sáng là ba cô gái đã bán đẹp rồi. Đang khách tiếp luôn. Còn sáng nay thì xe là tới qua Noel là thấy bắt đầu hết rồi, cái tự nhiên bữa nay thấy xe làm trở lại. Bữa nay ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2022, bữa nay ngày 31, ngày thứ bảy, cho nên là ghé qua trường để thưởng thức cái món bánh cuốn này và chia sẻ mọi người đó. Nhắc quê hồi tụi em mới bán khách hàng quyết thôi nhẹ. Dạ được cái ở đây làm chả luôn cho nên là bán rất là phóng khoáng, các cái chả rất là to. Ngon gì mà ngon, mất tiền phải ăn thôi. À dạ không mất tiền phải ăn thôi. Khoảng thời dùng con chút ngon à, mất ngon phải ăn rồi. Ngon ngon mất tiền phải ăn. Dạ đúng rồi. Này sáng mấy giờ là bắt đầu ra đũa em? Đây lắm tới mấy giờ mình nghỉ? Thực sự là nghỉ rồi. Bên cuốn là 25, còn bên nước thì sao? Dạ, bên nước thì 22. 22 ngàn. Giỏi quá, ba cô gái trẻ giỏi quá giỏi. Nhắc quê cái gì mang quê lên phố, mang vị quê lên phố. À, gọi là cái câu slogan là đẹp đó. Anh thấy cái tên nó cũng hay hay, nhắc quê là ý nghĩa là sao em? Thì cũng hay. À, làm lia lịa lên ra. Ý khách của em là người ta mơ ước rồi đó.
là cũng ba cô gái bán hết vậy hả? Đây là bánh cuốn nắm ba cô gái ha. Ngày thứ 2, thứ 3, ngày 1 á, nó có ý kiến vô, tao quay. Nhân tiếng.
là thứ nhất là lễ ba bữa nay ngày 31/2 thì cắt một lá cờ còn bây giờ thứ hai nữa là hai ngày cuối cùng của em đấy là gia đình khách không phải mà cái lượng đồ đưa ra chào mọi người, sáng nay đi ăn bánh cuốn nắm ở trên bên đường Trần Xuân Soạn. Đây là cái địa chỉ 207 đường Trần Xuân Soạn nha. Nghe nói bánh cuốn nắm của ba cô gái này bán đắt hàng lắm. Sáng nay chạy qua ăn thử coi để chia sẻ mọi người luôn. Đây cậu cũng biết là giá như nữa. Ăn tí nữa có gì mà sẽ cập nhật cho mọi người. Đường cái là nó có một cái không gian để mà thưởng thức bánh cuốn ở đây luôn này. Đây lắc chả đây coi, chả lụa, chả chiên, đây chả thủ, rồi có bánh tôm, có nem nữa. Một dĩa ở đây có vẻ là nó nhiều hơn mấy chỗ khác á, không biết là giá bao nhiêu nhưng mà có vẻ nhiều thôi.
Ai.